Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Anh Minh Audio của mình. Cuối tập trước, trong khi đang chỉ dạy cho tình tuyết tư lam, Tần Trần đột nhiên cảm nhận được một cảm giác nguy cơ mãnh liệt trong cõi u minh, làm sắc mặt hắn trở nên rất khó coi. Nhìn thấy sắc mặt khó coi, đồng thời có chút tái nhợt của Tần Trần, làm U Thiên Tuyết không khỏi kinh nghi lên tiếng hỏi: Trần, ngươi làm sao vậy? Ở một bên, thấy hành động này của Tần Trần, Tình Tuyết Tư Lam cũng kinh nghi hỏi: Trần Thanh Đại Ca, ngươi sao vậy? Ta không sao, Tư Lam, ngươi ra ngoài trước. Tần Trần trầm giọng nói. Tình Tuyết Tư Lam mặc dù không biết Từng Trần vì sao nói như vậy, nhưng nàng không nói gì, ngay lập tức sẽ rời khỏi luyện võ trường, đồng thời đem cửa luyện võ trường cũng đóng lại. Từng Trần trong nháy mắt khoát tay, tại luyện võ trường bày ra từng đạo cấm chế. Trần, đến cùng đã phát sinh cái gì? U Thiên Tuyết ánh mắt ngưng trọng, nàng biết Từng Trần tuyệt đối sẽ không tự nhiên mà làm như thế. Ta cũng không biết rõ chuyện này là sao, nhưng ta cảm giác được, giống như trong chỗ U Minh có một cổ nguy cơ hàng lâm, có người đang dò xét ta tồn tại. Từng Trần trong thân thể khởi nguyên chi thư đột nhiên tỏa ra hào quang trang vận mệnh bắt đầu xuất hiện ào ào rung động một cổ mệnh vận lực lượng từ trên người từng trần tản mắt đi ra đồng thời khởi nguyên chi thư cũng tỏa ra hào quang dung nhập từng trần toàn thân dò xét ngươi tồn tại u thiên tuyết ánh mắt ngưng lại chẳng lẽ là người của gia Cát thế gia nam thiên giới gia các thế gia nắm giữ mệnh vận chi thuật tại thời đại viễn cổ liền nắm giữ thiên cơ năng lực để cho u thiên tuyết thứ nhất nghĩ đến đối phương có khả năng từng trần ánh mắt lạnh lẽo này gia các thế gia thật đúng là bám dai như đĩa từng trần lập tức ngồi xếp bằng hư lạnh một tiếng vận chuyển mệnh vận chi thuật tiến hành chống lại muốn suy tính hắn cũng không phải là dễ dàng như vậy trong thân thể hắn thôi động cử tinh thần đế quyết một cổ đồ đằng lực dâng lên xoay quanh tại từng trần bên cạnh cùng thời gian này tại nam thiên giới và các thế gia bí địa chưa các như long trước người từng đạo đáng sợ vận mệnh chi quan oanh nhiễu xoay quanh người hắn tạo thành đáng sợ mệnh vận chi hà mà ở trong mệnh vận chi hà này một số bóng người bắt đầu hiện lên không hổ là gia các lão tổ tính vào thiên cơ tồn tại ngay mệnh vận chi hà chúng ta tuy là cũng có thể dò xét đến nhưng muốn tại trong tìm kiếm đặc biệt người chúng ta có thể làm không tới cửu vũ tôn giả ánh mắt ngưng lại nhìn mệnh vận chi hà trầm giọng nói ra mệnh vận chi hà ghi lại thiên giới tất cả mọi người vận mệnh chúng ta tuy là đã vượt qua thiên đạo ngự trị tại trên thiên đạo nhưng y nguyên sẽ tại bên trong mệnh vận chi hà lưu lại thân ảnh chỉ có chân chính siêu thoát mới có thể vĩnh sinh bất diệt mệnh vận chi thuật thiên giới minh mông nhất thần thuật một trong này gia các thế gia tại thời đại viễn cổ là thiên cơ tông đệ tử thiên cơ tông tại viễn cổ thiên giới đây chính là so với tinh thần cung đều có thể đáng sợ hơn nhiều nhưng đáng tiếc hiện tại thiên cơ tông hủy diệt thiên hạ lại không còn thiên cơ thuật diệt tinh tôn giả thở dài nói bọn họ thần sắc đều rất đàm định bởi vì bọn họ biết được bị ma tộc ma tôn truy sát người tuổi trẻ chỉ là thánh chủ cấp bậc mà thôi lấy tu vi của gia các thế gia lão tổ chư các như long tuy là hắn đã tiến vào thời kỳ suy bại một thân huyết khí héo rũ tu vi bắt đầu rơi xuống thế nhưng hắn tại rất nhiều vạn năm trước cũng là tôn cảnh cường giả suy tính một tên thánh chủ nhân vật hẳn là không có vấn đề gì nhưng lại tại chư các như long ngắm nhìn mệnh vận trường hà tính toán muốn tìm kiếm bị ma tộc ma tôn truy sát nhân tộc thiên kiêu thân ảnh thời điểm thì đột nhiên ở bên trong mệnh vận trường hà nhất đạo đáng sợ vận mệnh chi quan bắn ra trong lúc mơ hồ tại bên trong mệnh vận trường hà phản phất có một cái bóng nổi lên sẽ đối hắn tiến hành phản vệ kỳ quái người này vận mệnh làm sao quỷ dị như vậy lại căn bản bắt không tới giống như có cái gì tại ngăn che ta thiên cơ có ý tứ bản tôn ngược lại muốn nhìn một chút là cái gì tại che đậy ta thôi diễn hắn nói nhỏ trên thân từng đạo già nuôi tôn giả lực liền tràn ngập ra chưa cách như long tôn giả lực vừa ra lập tức mệnh vận trường hà bộc phát rõ ràng trong mơ hồ phản phất có một đạo thân ảnh tìm hành tại mệnh vận trường hà trong Chư cắt như long mở to hai mắt đột nhiên trên thân ảnh kia dâng lên nhất đạo quỷ dị đồ đằng phù văn nhất đạo uy áp kinh khủng đột nhiên toát ra chưa cắt như long trong lòng cả kinh trong chỗ u minh cảm giác nguy cơ hàng lâm thân xác hắn đại biến vội vàng lui lại muốn tránh né nhưng lại không kịp hắn lập tức phun ra một nguồn tiên huyết hơn nữa còn là liên tục ho ra máu mệnh vận trường hài diễn hóa ra lúc đó trong nháy mắt vỡ nát chưa cắt như long ngươi làm sao diệt tinh tôn giả cùng tam đại tôn giả quá sợ hãi bởi vì thấy chưa cắt như long con mắt đều chảy máu tình huống khá là nghiêm trọng không phải là thôi diễn một cái thánh chủ hạ lạc sao làm sao đến mức này chưa cắt như long liên tục ho ra máu thậm chí ngay cả nói đều không nói được người bên cạnh đều kinh hãi cử vũ tôn giả bọn họ không phải là người bình thường hiểu biết uyên bác tự nhiên sẽ hiểu là chưa cắt như long đã thương bản nguyên có thể làm sao sẽ phát sinh loại tình huống này một cái thánh chủ mà thôi làm sao sẽ đưa tới đáng sợ như thế phản vệ mặc dù là tôn giả lấy ra các thế gia mệnh vận chi thuật cũng sẽ không phát sinh loại tình huống này cử vũ tôn giả ba người khẽ quát một tiếng liếc nhau sau ba người thần tốc xuất thủ hướng chư cát như long trong cơ thể rót vào dồi dào sinh mệnh năng lượng giúp hắn ứng đối vận rủi đây là chạm đến thiên cơ dẫn đến thiên cơ phản vệ nếu là không kịp thời viện trợ hậu quả khó mà lường được chỉ thấy chư cát như long trên thân tôn giả khí tức lên xuống bất định liên tục thay đổi thân thể đều có chút giật giật thời gian thật dài sau hắn lại lần nữa khạc ra một bún máu lúc này mới dần dần bình tĩnh trở lại chư cát như long ngươi không sao chứ diệp quan tôn giả câu mày hỏi Diệp tinh tôn giả cử vũ tôn giả đều dẫn động trong cơ thể tôn giả lực cuồn cuộn lực lượng như là trường hà hướng chư cát như long trong cơ thể rót vào đại lượng năng lượng sinh cơ chưa cắt như long lòng còn sợ hãi hắn nói mình sơ xuất lợi dụng mệnh vận chi thuật xảy ra vấn đề bí pháp cưỡng ép thôi diễn kết quả lại đưa tới như thế phản phệ liền trong khoảnh khắc đó hắn mất hết can đảm cư nhiên suýt nữa đã bị đá thương bản nguyên triệt để tọa hóa một lúc sau hắn mới kinh hãi nói ra người trẻ tuổi kia không đơn giản trên người hắn có lực lượng đáng sợ ngay cả ta cũng suy tính không ra ba người diệt tinh tôn giả nghe thế thì không khỏi kinh hãi ào ào lên tiếng làm sao có thể một cái nho nhỏ thánh chủ mà thôi theo lý mà nói căn bản không có khả năng như thế chư cát như long ngươi suy tính ra cái gì một cái thánh chủ mà thôi cho dù bất phàm ngươi làm sao sẽ bị phản vệ cửu vũ tôn giả trần giọng nói trên mặt hiện rõ vẻ khó có thể tin mà lúc này trên mặt chư cát như long mặc dù vẫn còn kinh hãi thế nhưng trong hai mắt lại hiện lên một tia hưng phấn lên tiếng nói ta cảm thấy đại thế đại thế của thiên giới trên người này có bí mật cực lớn bí mật này không chỉ có liên quan tới hư hải thậm chí có liên quan tới vận mệnh tương lai của thiên giới hơn nữa trên người hắn có vật phi phàm nếu không cho dù cùng đại thế kết hợp cũng không thể để cho ta chật vật như vậy vật này nghịch thiên những người khác đều lộ ra vẻ kinh sợ người trẻ tuổi kia lại có thể thay đổi đại thế của thiên giới người bình thường nói ra lời như vậy rất khó khiến người ta tin phục nhưng người mở miệng lại là gia cát như long hắn là đệ tử truyền thừa duy nhất của thiên cơ tông viễn cổ tuy năm đó gia cát thế gia bị thiên cơ tông trục xuất nhưng lại nắm giữ một phần chính thống của thiên cơ tông kết hợp với một vị ma tôn của ma thi lão tổ vậy mà lại cưỡng ép tiến vào hư không triều tịch hải truy sát nhân vật thánh chủ này để cho bọn họ đều có chút tin tưởng chỉ là trên người người thanh niên kia có vật phi phàm gì có thể làm cho gia cát như long ăn phải thiệt thòi lớn suýt nữa bị đánh trở về nguyên hình trong lúc nhất thời mắt mọi người ở đây đều sáng ngời may là có ba vị hộ pháp vả lại tu vi của ta vượt xa người trẻ tuổi kia nếu không thì ta cũng không dám suy diễn gia cát như long mở miệng hắn là cường giả tôn cảnh suy tính một vị thánh chủ mới có lực lượng như vậy bất quá nếu tu vi hắn không đủ chỉ sợ cũng không thôi diễn được rõ ràng như vậy nói không chừng phản vệ cũng sẽ không nghiêm trọng như vậy chỉ có thể nói là phúc họa tương liên gia cát như long Ngươi có thể tiếp tục suy đoán kỹ càng hơn một chút không rốt cuộc người kia có thân phận gì hoặc là hiện tại hắn đang ở đâu diệt tinh tôn giả trầm giọng nói chỉ cần bọn họ có thể xác định vị trí của người trẻ tuổi kia là có thể tìm ra sự tồn tại của hắn ba vị thật sự xin lỗi thôi diễn lúc trước đã hao phí lượng lớn tinh huyết của ta các ngươi cũng thấy đấy ta cũng muốn tiếp tục thôi diễn nhưng ba vị đều biết ta vốn đã nhập thổ và các thế gia còn sót lại một mình ta miễn cưỡng còn có thể chèo chống còn có thể sừng sững ở trên nam thiên giới nếu ngay cả lão phu cũng vẫn lạc vậy gia các thế gia ta ở thiên giới thật sự xong đời rồi gia cát như long lắc đầu không muốn tiếp tục suy diễn nữa ta chỉ biết người này còn đang ở hư không triều tịch hải không có rời đi gia cát như long thở dài nói sắc mặt trắng bệch còn mắt đỏ bừng khí tức sinh mệnh suy yếu thật sự sắp không xong rồi hắn tựa như ánh nến trong gió hấp hối có thể tắt bất cứ lúc nào Cửu vũ tôn giả không cam lòng muốn gia cát như long tiếp tục suy diễn bởi vì suy diễn của gia cát như long khiến bọn họ càng thêm thấy được sự đáng sợ của người trẻ tuổi kia nhất định phải tìm được người này nhưng mà gia cát như long nói cái gì cũng không muốn suy diễn gia cát như long gia tộc gia cát của ngươi chính là đệ tử bị trục xuất khỏi thế lực đỉnh cấp viễn cổ sau này gia tộc được thành lập ở nam thiên giới ta biết gia tộc gia cát thế gia các ngươi vẫn luôn muốn trở về chính thống thiên giới được các thế lực đỉnh cấp ở thiên giới thừa nhận truyền thừa của thiên cơ tông ta có thể đảm bảo ở đây nếu ngươi có thể suy tính ra tung tích của người trẻ tuổi kia giúp ta đại vũ thần sơn ta có thể thừa nhận chính thống của gia cát thế gia thiên cơ tông ngươi cửu vũ tôn giả tiếp tục nói thậm chí diệt tinh tôn giả ở bên cũng đang khuyên can nhưng gia cát như long không ngừng lắc đầu hắn nói hiện tại gia cát thế gia chỉ còn lại một mình hắn là tôn giả nửa phế như vậy nếu hắn cưỡng ép suy diễn tất nhiên sẽ bị phản phệ vững lạc cho dù bị rất nhiều thế lực thiên giới thừa nhận thì có thể làm được gì mất đi hắn và các thế gia chỉ có thể lưu lạc trở thành một thế lực bình thường ở nam thiên giới nam thiên giới là một thiên giới phồn vinh nhất trong tứ đại thiên giới cường giả các tộc sinh sống bên trong thế lực cực kỳ phức tạp phức tạp hơn nhiều so với tam đại thiên giới khác và các thế gia bọn họ còn không thể một tay che trời ở nam thiên giới mất đi gia cát như long, và các thế gia bọn họ đối mặt tất nhiên là xuống dốc cuối cùng bất luận ba người cử vũ tôn giả khuyên ngăn như thế nào chưa các như long cũng không nguyện ý tiếp tục thôi diễn mà cử vũ tôn giả cũng có thể cảm thụ được trạng thái trên người gia các như long chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi chỉ là tuy bọn họ nhận được một ít tin tức từ trên người gia các như long nhưng hầu như không có được nội dung gì đặc biệt hữu hiệu ngoại trừ người trẻ tuổi kia còn đang ở trong hư không triều tịch hải nhưng hư không triều tịch hải mênh mông như thế cái khác không nói chỉ là một cái hư hải cũng không phải là bọn họ có thể xông pha nếu người trẻ tuổi kia tiến vào trong hư hải bọn họ cho dù biết được cũng không dám tùy tiện xông vào a đáng tiếc lần này lại vô công mà trở về bất quá ít nhất bọn họ biết mục đích ma tộc ma tôn truy sát người trẻ tuổi kia người này vậy mà có quan hệ với đại thế của thiên giới nói như vậy một khi người này trưởng thành sẽ tạo thành uy hiếp lớn đối với ma tộc ít nhất ở điểm này đối với nhân tộc ngược lại là chuyện tốt hơn nữa biết được người trẻ tuổi kia vẫn còn ở hư không triều tịch hải như vậy người này nếu muốn đi bất kỳ thiên giới nào đều nhất định phải tiến vào thành trì biên cảnh tứ đại thiên giới chỉ cần trong chừng tốt biên cảnh tứ đại thiên giới âm thầm điều tra kỹ càng chưa hẳn không thể tìm ra dấu vết của đối phương sau khi bọn cửu vũ tôn giả rời đi gia cát như long vốn đang hấp hối trong đôi mắt đột nhiên nổ bắn ra tinh mang lên tiếng nói lập tức để gia cát diệu và tất cả trưởng lão đỉnh cấp của gia tộc gia cát chúng ta đến đây mệnh lệnh này vừa được truyền ra rất nhanh các cao thủ đỉnh cấp của gia cát thế gia đều tề tụ ở một nơi bí ẩn này đám người gia cát diệu vừa tiến vào trong nơi bí ẩn này liền bốc lên từng đạo ánh sáng đáng sợ đây chính là đại trận đáng sợ nhất của gia cát thế gia cử huyền hạo mệnh trận tất cả mọi người nghe ta chỉ huy hộ pháp cho ta dẫn động huyền mệnh chi pháp của gia cát thế gia ta truyền cho ta sức mạnh gia cát diệu ngươi thúc giục vận mệnh chi luân phụ trợ ta ta muốn suy tính một thứ trong mắt gia cát như long lóe lên tinh mang gia cát như long nói khiến mọi người của gia cát thế gia đều thất kinh huyền mệnh chi pháp đó chính là cách kéo dài tính mạng bình thường chỉ có trước mắt sống chết mới dùng được lão tổ định làm gì thôi diễn thứ gì mà cần lão tổ chuẩn bị như vậy bất quá gia cát như long mở miệng không người nào dám không theo rất nhanh tất cả cao thủ đỉnh cấp của gia tộc gia cát đều chuẩn bị tốt mà trong hai mắt gia cát như long toát ra một tia hung hãn trong nháy mắt lại một lần nữa thôi động vận mệnh thuật trên thực tế lúc trước hắn suy tính hoàn toàn chính xác bị phản vệ mãnh liệt nhưng cũng không phải giống như cửu vũ tôn giả bọn họ nói hoàn toàn không có lực suy tính mặc dù hắn không cách nào trực tiếp suy tính sự tồn tại của người trẻ tuổi kia nhưng có thể dùng góc độ khác tiến hành suy tính lần này hắn suy tính không phải lai lịch của từng trần thân phận mà là biến hóa của đại thế thiên giới vận mệnh chi lực cuồn cuộn bắt đầu khởi động toàn bộ cao thủ đỉnh cấp của toàn bộ gia các thế gia liên thủ hình thành đại trận vận mệnh đáng sợ cỡ nào trong nháy mắt trong trường hà vận mệnh mênh mông gia các như long nhìn thấy một mảnh đại thế cuồn cuộn đồng thời một bóng người mơ hồ hiện ra đó là nam thiên giới hắn lần này suy tính chỉ là biến hóa của đại thế thiên giới lại hoảng sợ phát hiện trong vận mệnh trường hà toàn bộ vận thế của thiên giới vậy mà chậm rãi có xu thế tụ tập về nam thiên giới không ngờ lại là nam thiên giới của gia các thế gia chúng ta gia các như long đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn lại ho ra máu lần nữa hơn nữa thất khiếu chảy máu khí tức lại suy yếu sinh mệnh lực tán loạn ánh mắt hơi tán đi hắn lại lần nữa bị phản phệ bản thân bị trọng thương lão tổ mấy người gia cát diệu bên cạnh tức khắc hoảng sợ đây là làm sao vậy chẳng phải lão tổ nói không sao sao đột nhiên lại gặp nguy hiểm lần này lại bị phản vệ hơn nữa bóng người mà lão tổ đã suy tính lúc trước sao lại quen thuộc như vậy không sao đây là phản vệ nên có còn chưa đủ trí mạng gia cát như long lắc đầu khôi phục lại như cũ trong miệng hắn nói như vậy nhưng trong lòng lại thất kinh thật là lợi hại chỉ là suy tính một chút đại thế của thiên giới đã suýt chút nữa để cho hắn vẫn lạc ở đây không thể tiếp tục thôi diễn nữa nếu không chỉ sợ hắn tổn thất không phải là thọ nguyên mà là phải vẫn lạc ngay tại chỗ lần này gia cát như long không dám tiếp tục suy tính nữa nam thiên giới đây là một cơ hội của gia cát thế gia ta hai mắt gia cát như long bỗng nhiên bắn ra thần hồng từ trong tương lai hắn suy diễn ra biết được đại thế của thiên giới tiếp theo sẽ phát sinh biến hóa ở nam thiên giới này điều này đại biểu cho cái gì chỉ có hai khả năng một là người trẻ tuổi kia đã ở nam thiên giới của hắn mà khả năng thứ hai đối phương rất có khả năng sẽ xuất hiện ở nam thiên giới của hắn đại thế của thiên giới là do người trẻ tuổi kia gây nên mặc kệ loại nào và các thế gia hắn đều chiếm lợi thế sân nhà nghe hiệu lệnh của ta gia các như long trầm giọng nói lập tức phong tỏa toàn bộ thành trì biên giới của nam thiên giới đặc biệt là nam đổ thành trung tâm nhất nhất định phải toàn lực phong tỏa bất kỳ cường giả trẻ tuổi nào có thể từ hư không triều tịch hải tới chỉ cần là người lạ mặt đều phải điều tra rõ ràng lai lịch khống chế lại cấp bậc thánh chủ trở lên nhất định phải thông báo cho lão phu tất cả mọi người nghe vậy thì đều cả kinh lão tổ đây là chuẩn bị làm gì lão tổ chuyện này chỉ sợ không ổn và các thế gia chúng ta mặc dù là thế lực đỉnh cấp ở nam thiên giới nhưng hiện tại nam thiên giới còn chưa tới phiên chúng ta làm chủ vạn nhất rước lấy bất mãn của các thế lực khác Và các diệu cẩn thận nhắc nhở hừ ngươi không thể động não chút sao bởi vì chuyện của ma tộc hôm nay biên cảnh tứ đại thiên giới đều đã phong tỏa và các thế gia chúng ta thân là một trong những thế lực đỉnh cấp của nam thiên giới đương nhiên phải vì thiên giới phân ưu phải một ít cao thủ đến nam đấu thành phối hợp phong tỏa chẳng lẽ rất khó sao hơn nữa chuyện này chúng ta phải làm bí ẩn một chút không thể quá phận phải ngoài lỏng trong chặt đặc biệt là không được để cho một ít thế lực đỉnh cấp ở thiên giới nhìn ra manh mối gia cát như long nói tất cả mọi người nghe xong thì không khỏi nghi ngờ lão tổ một bên muốn phong tỏa thành trì một bên phải cẩn thận không cho thế lực đỉnh cấp thiên giới biết được chuyện này cũng quá khó khăn đi rất nhanh rất nhiều cao thủ đỉnh cấp của gia cát thế gia sau khi nhận được mệnh lệnh đều tản đi thế nhưng gia cát diệu lại không hề rời đi gia cát diệu ngươi còn chuyện gì sao gia cát như long trầm giọng nói lão tổ đệ tử có một chuyện muốn bẩm báo trước đó đệ tử thấy lão tổ ngươi thôi diễn đại đạo vận mệnh bên trong có một bóng người bóng người này đệ tử có chút quen thuộc trước đó trong một lần thôi diễn tự hồ đã từng cảm nhận được gia cát như long nghe vậy thì bỗng nhiên đứng lên trên người tuôn ra một luồng khí tức đáng sợ trầm giọng nói ngươi đã từng cảm nhận được bóng người kia gia cát diệu vội vàng đem chuyện khí tức của quỷ trận thánh chủ biến mất lúc trước cùng tin tức hắn tiến hành thôi diễn nói rõ ràng quỷ trận thánh chủ hạ hầu tôn chính là người năm đó xâm nhập vào một bí cảnh bí mật của thiên cơ tôn ta ở nam thiên giới người vẫn luôn nhìn chằm chằm vào người này người này có liên hệ gì với người trẻ tuổi bị đuổi giết gia cát như long hiếp mắt không ngừng suy nghĩ ngươi xác định thân ảnh lão phu suy tính ra được là cùng một người ngươi suy tính ra lão tổ ta có sáu thành nắm chắc gia cát diệu khẳng định được đây cũng là một manh mối sau này ngươi điều tra về quỷ trận thánh chủ hạ hầu tôn kia thế nào rồi gia cát như long lại hỏi gia cát diệu nói lão tổ ta đã phái một ít cao thủ trong tộc đi đông thiên giới theo bọn họ điều tra được quỷ trận thánh chủ hạ hầu tôn xuất hiện một lần cuối cùng là ở trên một buổi đấu giá tại đông quan thành ở biên giới đông thiên giới lúc đó người này cùng mộ hỏa công tử của lưu hỏa bảo nổi lên xung đột đã từng tranh đoạt bảo vật bất quá sau đó quỷ trận thánh chủ lại mất tích kỳ quái là mộ hỏa công tử của lưu hỏa bảo kia cũng biến mất mà trong hư không triều tịch hải bên ngoài đông thiên giới từng có một dấu vết chiến đấu cho nên chúng ta hoài nghi chính là lúc đó quỷ trận thánh chủ bị người thu phục nói vậy quỷ trận thánh chủ đã bị người trẻ tuổi kia thu phục rồi mà mộ hỏa công tử kia cũng là bọn họ giết chết không đúng nhưng lúc trước khi ma thi lão tổ đuổi giết người trẻ tuổi kia quỷ trận thánh chủ cũng không có ở đây gia cát như long hiếp mắt đại đạo của thiên giới xoay tròn trong tay hắn nhẹ nhàng gãy động nếu sự thật đúng như người nói người trẻ tuổi kia chính là người bị ma thi lão tổ truy sát mà hắn một mình hành động thánh chủ quỷ trận không chết hẳn là đang ở đông quan thành hai mắt da cát như long bắn ra tinh mang bỗng nhiên đứng lên dẫm chân cuối cùng hắn trầm giọng nói ngươi lập tức thông báo cho người phái đi đông quan thành để bọn họ âm thầm điều tra đông quan thành nhất định phải tìm ra quỷ trận thánh chủ như vậy cho dù là chúng ta nơi này không có thu hoạch cũng có thể căn cứ quỷ trận thánh chủ tìm ra thân phận thật sự của người trẻ tuổi kia lão tổ đệ tử đang làm như vậy gia các diệu cúi đầu nói chỉ có điều đông quan thành rất mênh mông nếu quỷ trận thánh chủ cố ý giấu giếm muốn tìm ra thì khó khăn không nhỏ còn cần thêm một chút thời gian tranh thủ thời gian chuyện này giao cho ngươi gia các diệu ngươi làm rất tốt còn nữa chuyện này tuyệt đối không thể để các thế lực như đại vũ thần sơn tinh thần cung biết được gia các như long cười lạnh nói đây là cơ hội cuộc khởi của gia các thế gia chúng ta không thể để cho những thế lực này phân một chén canh theo lệnh của gia các như long rất nhanh thế gia gia các trong thế lực cường đại nhất nam thiên giới nhanh chóng được điều động mà gia cát như long lại lần nữa bế quan trị liệu thương thế phản vệ mang đến ít nhất trong một thời gian ngắn hắn không thể tiếp tục thúc giục vận mệnh chi thuật mà lúc này tại hư không triều tịch hải trong luyện võ trường từng trần phút chốc mở mắt thở ra một hơi dài trần ngươi không sao chứ u thiên tuyết quan tâm hỏi ta không sao từng trần lạnh giọng nói thế gia gia cát này đúng là âm hồn bất tán vậy mà suy tính ta xem ra hẳn là bị bọn họ suy đoán ra một vài thứ đến đây cũng hết nội dung của tập này rồi cảm ơn mọi người đã xem hết video nếu thấy hay Mọi người nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh và đừng quên để lại comment góp ý của mọi người nha.